Chào các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học hôm nay. Hôm nay thầy trò chúng ta cùng đi tìm hiểu bài 18 sự nở vì nhiệt của chất rắn trong nội dung của chương 2 nhiệt học. Các em biết này, đây là công trình nổi tiếng ở đâu không? Chắc chắn là nhiều bạn phát hiện ra đây chính là tháp Eiffel ở Pháp, đúng không nào? Các em chú ý, tháp Eiffel làm bằng thép có chiều cao là 320 m, do kỹ sư người Pháp là Eiffel thiết kế, và tháp được xây dựng vào năm 1889 tại quảng trường Marx ở thủ đô Paris của Pháp. Đó là tháp làm bằng thép nổi tiếng nhất thế giới. Người ta có một vấn đề như sau này. Các phép đo chiều cao của tháp vào các ngày 1 tháng 1 năm 1890 và ngày 1 tháng 7 năm 1890 cho thấy trong vòng 6 tháng thì người ta thấy rằng là tháp đã cao lên 10 cm. Tại sao tháp lại cao lên được? Đây là một điều có phải là kỳ lạ hay không? Chẳng lẽ một cái tháp bằng thép lại có thể lớn lên được như vậy hay sao? Khi mà chúng ta đọc về vấn đề này thì nhiều bạn cũng rất là thắc mắc và băn khoăn, đúng không nào? Cái này không có gì là bất ngờ cả các em ạ. Để giải thích được cái vấn đề tại sao chiều cao của tháp đo vào hai cái ngày hay là hai thời gian trên lại có chiều cao khác nhau và hơn kém nhau là 10 cm, thì chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của bài hôm nay. Chúng ta đi tìm hiểu nội dung bài 18 sự nở vì nhiệt của chất rắn. Đáp án phần 1, sự nở vì nhiệt của chất rắn. Trước tiên các em cùng quan sát thí nghiệm. Trong thí nghiệm này thầy sử dụng các cái dụng cụ. Các em chú ý, đây là quả cầu bằng thép này. Đây là một cái vòng bằng thép, một cái đèn cồn và một cốc nước. Các em để ý thầy làm thí nghiệm. Khi mà chưa đốt nóng quả cầu bằng thép, chúng ta thả thì dễ dàng là quả cầu này có thể bỏ lọt được qua cái vòng thép này. Bây giờ chúng ta nghiệm thứ hai, chúng ta hơ nóng quả cầu và bây giờ làm lại thí nghiệm, nó ra và bỏ quả cầu. Ta thấy thế nào? Quả cầu lúc này không bỏ lọt được cái vòng kim loại nữa. Tiếp tục bước thứ ba, chúng ta lại lấy nó ra và nhúng nó vào cốc nước và sau đó ta thả lại cái vòng thép. Rồi kết quả là gì nào? Quả cầu này lại thả lọt được vào vòng thép. Đấy, qua thí nghiệm này thì chúng ta có thể rút ra được kết quả là gì? Các em cũng hoàn thành cho theo cái bảng sau. Trong các lần thí nghiệm, lần thứ nhất là thả quả cầu vào vòng kim loại trước khi được hơ nóng, và trường thứ hai là hơ nóng quả cầu rồi thả vào vòng kim loại, trường thứ ba là nhúng quả cầu vào nước lạnh rồi thả lại vào vòng kim loại. Các em có kết quả là gì? Ở đây là quả cầu có lọt qua vòng kim loại hay không để nhận xét. Trường hợp thứ nhất thì thế nào các em? Chúng ta trả lời là có, đúng không nào? Theo kết quả thí nghiệm chúng ta là có. Trường thứ hai là không, đúng không? Trường thứ ba là lại thả lọt hay là có. Nguyên nhân vì sao hay là nhận xét vì sao thì chúng ta thấy là vì sao lại có điều này? Vì sao nào? Chúng ta thấy rằng là lúc nó thả lọt, bởi vì thiết kế ban đầu thì quả cầu là thả lọt vào vòng kim loại. Nhưng khi mà chúng ta hơ nóng thì điều gì đã xảy ra khiến quả cầu không thả lọt vào vòng kim loại nữa? Ý đó chính là do quả cầu đã nở ra đấy các em ạ. Khi nó nóng lên mà nó nở ra. Còn khi chúng ta nhúng quả cầu vào nước lạnh rồi thả vào vòng kim loại
thì lúc đó những mà nước lạnh thì nó lại trở lại trạng thái ban đầu, nên nó khác là nó lại co lại, và do vậy nó lại có thể thả lọt được vào vòng kim loại. Các em chú ý. Và bây giờ chúng ta trả lời các câu C1 và C2 trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ nhất, tại sao khi hơi nóng thì quả cầu lại không lọt qua được vòng kim loại? Như thầy vừa gợi ý rồi, các em có thể trả lời ngay được câu C1 này đúng không nào? Rồi, câu trả lời của chúng ta chính là khi chúng ta hơi nóng thì quả cầu nở ra nên không lọt qua được vòng kim loại. Các em chú ý. Câu C2, tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh thì quả cầu lại bỏ lọt được vào vòng kim loại? Bây giờ bạn nào mà còn nhớ câu trả lời của thầy gợi ý lúc trước thì chúng ta trả lời được ngay đúng không nào? Bạn nào mà chưa trả lời được, chưa để ý vào lúc đó thì các em có thể để ý là lúc này khi vào nước lạnh thì quả cầu đã co lại. Vậy chúng ta có câu trả lời như sau: sau khi nhúng quả cầu vào chậu nước lạnh thì quả cầu co lại nên lại có thể lọt qua được vòng kim loại. Bây giờ chúng ta đã trả lời xong câu C1 và C2 ở trong sách giáo khoa. Tiếp theo, các em hãy chọn cái từ thích hợp trong cái khung này và điền vào chỗ còn khuyết ở trong cái phần trong các câu ở bên dưới, câu A và câu B, để chúng ta có được câu trả lời chính xác. Đây là chỗ trống thứ nhất và đây là chỗ trống thứ hai. Rồi, nếu như mà các em đã để ý thì ở đây là thể tích này. Khi mà quả cầu nó nở ra thì các em hình dung là thể tích của nó sẽ là nó tăng hay giảm. Như vậy chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi C3 này. Như vậy câu trả lời đúng của chúng ta sẽ như sau: thể tích của quả cầu chấm chấm khi quả cầu nóng lên, chắc chắn là thể tích của quả cầu tăng đúng không? Rồi, và tương tự thì thể tích của quả cầu như thế nào? Thể tích của quả cầu giảm khi nào? Thể tích của quả cầu giảm khi quả cầu lạnh đi đúng không? Câu trả lời của chúng ta là câu lạnh đi. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu C3. Qua đây thì chúng ta rút ra được kết luận là gì? Qua cái phần thí nghiệm và qua trả lời các cái câu hỏi trên, thầy trò chúng ta có thể rút ra được kết luận như sau. Kết luận thứ nhất, chất rắn chấm chấm khi nóng lên và chấm chấm khi lạnh đi. Chỗ trống thứ nhất chúng ta sẽ điền là chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi, chính là câu còn thiếu ở trong cái phần kết luận của chúng ta. Và chúng ta ghi vào kết luận là chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Rồi, và các em để ý các chất rắn khác nhau thì chúng nở vì nhiệt như thế nào? Các em cùng quan sát cái bảng kết quả mà người ta đã làm thí nghiệm đối với các chất rắn khác nhau. Cụ thể ở đây là nhôm, đồng và sắt. Ban đầu người ta cùng lấy ba cái thanh này có cùng chiều dài là 100 cm, và sau đó thì hơ nóng ba cái thanh này hay là tăng nhiệt độ ở cái môi trường mà ba cái thanh này đặt vào lên thêm 50 độ C. Thì người ta thấy rằng là thanh nhôm tăng lên được thêm 0,12 cm, còn thanh đồng tăng lên thêm được 0,068 cm, còn thanh sắt thì tăng lên được 0,060 cm. Như vậy là qua đây thì chúng ta có thể rút ra được kết luận là gì hay nhận xét là gì về các chất rắn khác nhau thì chúng nở vì nhiệt như thế nào. Rồi, căn cứ vào đây chúng ta có câu trả lời ngay được đúng không nào? Là các chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt như thế nào đây? Các chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau. Câu trả lời cho câu 4 là như vậy. Các chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau. Và cụ thể trong các chất rắn như là nhôm, đồng và sắt thì chất nào sẽ nở vì nhiệt nhiều nhất? Các em thấy đó là do cái thanh nhôm này của ta này dài ra nhiều hơn cả, mà nó dài ra được thêm 0,12
2 cm, gọi là nhôm nở vi nhiệt nhiều nhất trong ba cái chất này, ba cái thanh này. Và thanh nào thì nở vi nhiệt ít nhất ở trong cái ba thanh này? Đó là thanh sắt anh em. Bởi vì nó chỉ tăng lên thêm, chiều dài của nó chỉ tăng lên thêm được 0,060 cm thôi. Rồi chúng ta đã biết là, vậy đến đây chúng ta đã biết là các chất rắn thì nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi, và các chất rắn khác nhau thì nở vi nhiệt cũng khác nhau. Đấy, em lý. Vậy các em cần ghi nhớ cho thầy giáo kiến thức như sau: chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi, và các chất rắn khác nhau thì nở vi nhiệt khác nhau. Rồi bây giờ các em trả lời cho thầy giáo câu C7 trong sách giáo khoa, mà đó chính là cái vấn đề mà chúng ta đã đặt ra đầu bài đấy. Các em để ý tại sao chúng ta khi mà người ta đo cái phép đo của cái tháp này vào hai cái thời điểm, một là ngày mùng 1 tháng 1 và thời điểm ngày mùng 1 tháng 7, thì người ta thấy rằng là chiều cao của hai cái tháp này đã tăng lên 10 cm. Các em để ý thấy là ngày mùng 1 tháng 1 và cái năm đó thì nó là mùa đông ở nước Pháp, còn ngày mùng 1 tháng 7 thì nó là ngày thời gian đấy là mùa hè nước Pháp. Mà mùa đông thì có nhiệt độ làm sao là thấp hơn mùa hè, có nghĩa là nhiệt độ ở đây trong hai lần đo này là nhiệt độ đã tăng lên, nhiệt độ môi trường thay đổi. Chính vì vậy mà tháp Eiffel đã làm sao dài lên, hay là thay đổi chiều cao, đúng không? Do sự nở vì nhiệt. Như vậy chúng ta có câu trả lời như sau. Đấy, vào mùa hạ thì nhiệt độ tăng, như vậy thép nở ra nên thép dài ra hay là tháp đã cao lên? Câu trả lời cho câu C7, đúng không? Rồi bây giờ thầy cho các chúng ta luyện tập làm một số cái bài toán củng cố cho cái phần này. Thầy có bài 1, em hãy chọn phát biểu sai trong số các phát biểu dưới đây. Chất rắn khi nóng lên thì nở ra. 2. Các chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau. 3. Chất rắn lạnh, chất rắn khi lạnh đi thì co lại. D. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. Khi thầy đọc đến đây thì chắc chắn là các em đều nhận ra ngay là phương án đúng của chúng ta. Phương án chúng ta cần chọn ở đây chính là phương án D, đúng không? Đó là một đáp án sai hay là phát biểu sai. Các em chú ý phát biểu ở đây thì quanh tròn ở cái đáp án đó. Các em nhớ nhé, cái đáp án sai của chúng ta chính là đáp án D, đúng không? Và tiếp theo bài số 2, cho 3 thanh kim loại nhôm, đồng, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 100 cm, khi tăng thêm 50 độ C thì chiều dài của chúng tăng thêm theo thứ tự lần lượt là 0,12 cm, 0,086 cm và 0,060 cm. Theo em cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự chất giãn nở vì nhiệt từ ít đến nhiều? Từ ít đến nhiều các em lưu ý nhé. Một là nhôm đồng sắt, hai là nhôm sắt đồng, ba sắt đồng nhôm và bốn là đồng nhôm sắt. Theo kết quả này thì các em sẽ nhận ra ngay là chất nở vi nhiệt ít nhất, giãn nở vi nhiệt ít nhất chính là sắt, sau đó đến đồng và cuối cùng là nhôm. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án nào? Rồi đáp án của chúng ta là đáp án C. Rồi giờ chúng ta sang câu tiếp theo. Năm bài 3, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng của vật giảm. C. Khối lượng riêng của vật tăng. Và D. Khối lượng riêng của vật giảm. Đây là một câu hỏi cũng tương đối khó. Thầy gợi ý là chúng ta để ý đến cái công thức khối lượng riêng của một chất thì nó bằng M thì bằng, nếu lỗi là D, khối lượng riêng D bằng D này, khối lượng riêng là viết bằng D.
thì D nó bằng M là khối lượng của chất và chia cho thể tích của chất, thể tích của cái vật đó. Các bạn nhìn vào đây thì các em chú ý là khi mà chúng ta nung nóng các vật thì điều gì xảy ra? Chúng ta thấy vật nở ra. Vật nở ra ở đây nghĩa là thể tích thay đổi, thể tích tăng hay giảm nào? Các em chú ý là thể tích sẽ tăng. Các em lý. Và tất nhiên là khối lượng của chất thì khi mà chúng ta nung nóng lên thì khối lượng của nó sẽ không thay đổi. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án nào? Các em sẽ thấy ngay là đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án khối lượng riêng của vật giảm, và đáp án của chúng ta là đáp án D. Đúng nào? Còn vì sao thì sẽ đi giải thích cụ thể cho các em sau. Em chú ý này, từ công thức là D bằng M chia V thì ta thấy khi chất nóng lên thì M không thay đổi, còn V thì tăng nên D sẽ giảm, một cái giá trị không đổi mà chia cho số mà tăng thì cái này sẽ giảm, em chú ý. Chính vì vậy mà ngược lại thì khi mà chất lạnh đi thì khối lượng không thay đổi này, V giảm, cho nên là khối lượng riêng sẽ tăng, em chú ý. Chúng ta cùng làm bài số 4. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút kín, bằng nút thủy tinh và kín. Nó bị kẹt, hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách dưới đây? A. Hơ nóng nút. B. Hơ nóng cổ lọ. C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ. Và D. Hơ nóng đáy lọ. Các em phải suy nghĩ xem là chúng ta sẽ dùng cách nào sẽ mở được cái nút thủy tinh nó ra một cách dễ nhất. Nó cho biết là cái nút thủy tinh này là nút ở bên trong so với lại cái lọ thủy tinh, nó nút ở phía trong. Suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng này là đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B, các em ạ. Đáp án B sẽ là đáp án đúng. Khi chúng ta hơ nóng qua cổ lọ thì cổ lọ nó sẽ nở ra. Do vậy là cái khoảng cách cái giãn nở nó nở ra như vậy thì cái nút sẽ bé hơn, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta nhấc được cái nút đó ra. Và các em để ý, thầy mở rộng thêm cho các em là tại sao cái cán chuôi dao ấy hay liềm bằng gỗ thường có một đai vòng bằng kim loại. Các em chú ý này, nó có thường một có một đai vòng bằng kim loại. Các em chú ý nhé, nó có một đai vòng bằng kim loại. Khi lắp cái khâu này thì người thợ rèn thường nung nóng khâu rồi mới tra vào cán. Cái việc làm đó thì có tác dụng gì? Các em suy nghĩ xem là có trả lời được cho thầy câu này không nào. Thầy nghĩ rằng là có nhiều bạn sẽ trả lời tốt câu này. Chúng ta sử dụng hay là vận dụng cái kiến thức mà sự nở vì nhiệt của chất rắn, chúng ta sẽ biết được chất rắn nở ra khi nóng lên đúng không? Và co lại khi lạnh đi. Chính điều này mà khi mà nó nóng lên ấy, thì chúng ta dễ tra vào cái chuôi này. Và khi nó lạnh đi thì nó co lại, như vậy là nó sẽ bám chắc hay là bám chặt vào cái chuôi này và làm cho chuôi liềm hay là chuôi dao này chắc chắn hơn. Vậy người ta có câu trả lời cụ thể như sau. Khi lắp khâu dao thì người thợ rèn phải nung nóng khâu mới tra vào cán, vì khi nung nóng thì khâu nở ra và lắp vào cán nó dễ hơn. Và khi để nguội hay khi nguội đi thì khâu co lại và siết chặt và làm cán dao ấy chắc chắn hay cán liềm chắc chắn hơn. Bài học của thầy trò chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi video.